Xin chào anh em đã quay trở lại với Kaacom, mình là Hoàng đây. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 52 anh em ạ. Q&A là chương trình để dành cho mục đích là trả lời các câu hỏi liên quan tới máy tính, công nghệ, PC, laptop, CPU, Vega, tất cả mọi thứ liên quan tới mọi thứ nha. Và hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi của bạn Thành TMC. Bạn hỏi là GTX 1660 có cân được màn này không ạ? Thì em này là màn 240Hz, chiếc màn rẻ nhất thế giới, 240Hz nhá. Em này có cân được nhưng mà còn tùy vào game của bạn có lên được mà 240Hz hay không thì còn tùy nhá. Con GPU này vẫn có thể chơi được những game như là Liên Minh Huyền Thoại này, CS:GO này, Valorant này ở mức FPS là 240, rất là bạn thoải mái có thể nâng cấp và sử dụng với cả chiếc màn hình này nha. Câu hỏi thứ hai là bạn của bạn Kiệt Lê, bạn hỏi là mẹ 2100F có cân được 2060 Super 8GB không ạ? Thì combo này thực sự có thể nói là chơi thoải mái. Mẹ 2100F có thể cân được với cả 3060, thế nên là mẹ 2060 Super có thể cân được thoải mái với cả chiếc CPU i3 này nhá. Câu hỏi thứ ba của bạn Davo Luis, bạn hỏi là có nên bật PL1, PL2, mình đang dùng i3 12100 thì nên bật để tăng hiệu năng, tức là nó kéo dài cái thời gian boost của chiếc CPU i3 của bạn lên. Nhưng điều đó có nghĩa là cái CPU bạn sẽ nóng lâu hơn, thế nên là bạn đảm bảo cho mình là có một chiếc tản đủ mát để giúp cho CPU bạn có thể chạy thoải mái nhá. Câu hỏi thứ tư của bạn Thuật Áo, bạn hỏi là Hacom ơi, mình đang mình có nên build cấu hình PC khoảng tầm 20 triệu i5-12400 này, 3060 công ty này, B660 Pro này, nguồn 650, RAM 16, SSD 500GB. Thực ra nếu mà bạn có thể mua được 20 triệu với một combo như thế thì mình nghĩ rằng quá là thoải mái luôn. Thực sự rất ok luôn bạn ạ. Nếu bạn kiếm thêm một vài deal nữa, nhiều khi còn tăng được cả cấu hình, ví dụ như là 4060 công ty đó. Cho nên là tùy bạn nhé. Thực ra mình nghĩ bạn nên lên 4060Ti hơn, nó sẽ tăng một chút về hiệu năng cho bạn và nó sẽ có công nghệ mới đó, và tiền thì không tăng quá nên là thoải mái nha. Rồi tiếp theo câu hỏi thứ 5 là bạn của bạn Max Para, bạn hỏi là 5600X với cả 7900XT chơi game 4K có ổn áp không các bác, hay là nên 5900X với cả 7900XT. Thì thực sự nhá, chơi 4K nó bị cực kỳ là bị GPU bound, tức là bị bó buộc bởi GPU. Nếu mà GPU anh em chưa render hết thì CPU anh em không cần lo lắng gì cả. Thế nên là nhá, bạn có thể thoải mái chơi combo 5600X với cả 7900XT, không vấn đề gì cả nha. Câu hỏi thứ 6 của chúng ta sẽ có là bạn Thờ Toàn Tâm. Bạn hỏi là, bạn hỏi chút, mình đang dùng CPU i5-12400 nhưng sao lại không có tích hợp card hiển thị, không có hiện card tích hợp, tức là Intel HD Graphics ấy. Thì câu trả lời của bạn đó chính là khi mà bạn gắm card rời thì đa số những chiếc card onboard sẽ bị disable ở nhiều các hãng main. Có một số hãng main sẽ bật sẵn cho bạn, hoặc là ví dụ như ở Hacom ấy thì rất nhiều anh em kỹ thuật sẽ bật sẵn card onboard lên cho bạn, để bạn nhớ đâu bạn dùng thì bạn có thể, bạn nhớ cắm vào nhầm vào trong cái chiếc card onboard ấy thì nó vẫn lên hình đấy. Thế nên là bạn có thể bật ở trong BIOS tùy vào các hãng nha, cái đấy thì bạn phải lên search, bởi vì thực sự mình chịu luôn, no hope nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có bạn Chính Đức là câu hỏi cuối cùng. Bạn hỏi là video review quá tâm, quá có tâm, cảm ơn kênh, cái này kết hợp với kính VR của HP không ạ? Thì đây là cái anh Đạt review cái Thrustmaster BT300. Thì cái này thực sự nhá, chỉ cần máy của bạn hỗ trợ VR, chỉ cần game của bạn hỗ trợ VR thì chiếc tay cầm này, cái chiếc vô lăng này sẽ chơi được game trong VR các bạn nha. Cái VR ấy nó không liên quan tới tay cầm, nó không liên quan tới vô lăng, mà nó liên quan tới đó chính là tựa game và cái máy. Thế nên là bạn sẽ xem lại máy của mình và xem lại cái game của mình nhá. Rồi, và đó là chương trình Q&A số thứ 52 của chúng ta, là 7 câu hỏi của chúng ta. Nếu anh em có những câu hỏi liên quan tới công nghệ ấy, thì hãy để ở dưới comment để mình có thể trả lời nhanh nhất nhá. Cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.